sự chùm xã hội đen Hà Đàm, sở thích bắn người không chớp mắt, lúc sướng cầm khẩu AK nã lên trời. Xin chào 500 anh em gấu mèo đang theo dõi VKT tiêu sử giang hồ người nổi tiếng. Bảo sao đất Bắc Ninh cứ 10 mét vuông lại có một giang hồ. Các thể loại từ xương xương giang hồ, giang hồ mõm đến các thể loại giang hồ đẳng cấp nhà đạn lên trời. Coi việc sử dụng vũ khí là niềm vui. Hà Đàm Bắc Ninh là một giang hồ như thế. Gây án từ năm vừa chớm bước sang 28 tuổi, nhưng đã có hơn 10 năm phiêu bạt trong giới giang hồ. Dưới trướng Hà Đàm cũng có đến hơn 30 đàn em thường trực thực hiện lệnh của đại ca. Công việc chính của nhóm đối tượng này là giải quyết mâu thuẫn thuê, đòi nợ thuê, gây sự dưới mọi hình thức ra tiền. Cùng sở thích bắn người không chớp mắt, lúc sướng cầm khẩu AK nã lên trời, và như dự báo trước, sinh nghề tử nghiệp, Hà Đàm cùng đồng bọn đã gánh hơn 100 năm tù cho hai băng nhóm bắn nhau chấn động Tử Sơn. Bắn nhau như phim hành động. Sau 3 lần xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt hơn 100 năm tù dành cho 16 bị cáo trong hai băng nhóm bắn nhau chấn động thị xã Tử Sơn với các tội đoạt mạng người, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, hủy hoại tài sản. Riêng Nguyễn Hữu Hà 10 năm tù. Được biết, Hà Đàm là tay giang hồ máu mặt chuyên đao búa những năm 2010. Cầm đầu hai nhóm đối tượng này là Nguyễn Xuân Dũng, tức Dũng Cừ, và Nguyễn Hữu Hà, tức Hà Đàm, cùng hàng chục đàn em bị bắt và đã bị đưa ra xét xử vào năm 2013. Mâu thuẫn xuất phát từ món nợ chưa trả của Dũng Cừ khi chây ì không trả Hà Đàm. Được biết, cả hai bằng tuổi nhau. Lý lịch Hà Đàm, tên thật Nguyễn Hữu Hà, biệt danh Hà Đàm, năm sinh 1985, quê quán Lũng Sơn, thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh. Lý lịch Dũng Cừ, tên thật Nguyễn Xuân Dũng, biệt danh Dũng Cừ, sinh năm 1985, quê quán Minh Khai, Đông Ngàn, Tử Sơn, Bắc Ninh. Khi đến nhà Dũng Cừ, nhớ món nợ cũ, Hà Đàm xuống bấm chuông gọi điện nhưng không thấy ai mở cửa. Sau đó cả nhóm đi được khoảng 100m thì gặp xe của Dũng Cừ đi ngược chiều. Hà Đàm quay lại đuổi theo xe của Dũng Cừ. Trên đường chạy, Dũng Cừ gọi điện cho đàn em truyền tin rằng mình đang bị truy đuổi. Vừa chạm trán nhau, biết lâm vào thế yếu, Dũng Cừ lập tức bỏ chạy, đồng thời liên lạc huy động đám đàn em đến ứng cứu. Khi cắt đuôi được nhóm Hà Đàm cũng là lúc Dũng Cừ gọi được khá đông đàn em với đủ loại vũ khí, hung khí sẵn sàng nghênh chiến. Từ khách sạn, đàn em nhìn thấy xe của đàn anh là Dũng Cừ bị một xe ô tô khác truy đuổi nên đã đi ô tô đuổi theo để hỗ trợ. Sau khi nghe điện thoại của đại ca, đàn em của Dũng Cừ lấy một khẩu súng bắn đạn hoa cải và một con dao phóng lợn ở nhà Dũng Cừ và cùng những người khác đến đón lõng xe của Hà Đàm. Khi xe của đàn em Dũng Cừ đi ra đến siêu thị Từ Sơn thì gặp Dũng Cừ, cả hai xe đi tìm xe của Hà Đàm. Trong khi đó, nhóm của Hà Đàm sau khi đuổi theo xe của Dũng Cừ không được thì quay lại khách sạn ra bảo. Tại đây, đàn em của Hà Đàm tập hợp, sau đó tất cả quay về hiệu cầm đồ của Nguyễn Thế Thành ở chợ Đầu Mối, thị trấn Lim, Tiên Du. Đàn em của Hà Đàm lấy một khẩu súng AK từ hiệu cầm đồ của Thành, rồi tất cả cùng đi đến Từ Sơn tìm Dũng Cừ. Trên đường đến Từ Sơn, cả nhóm hẹn nhau đến nhà Dũng Cừ tính toán nợ nần. Khi cả nhóm Hà Đàm đến nhà Dũng Cừ thì Dũng Cừ cũng chưa về nhà. Thấy nhóm của Hà Đàm đến, Dũng Cừ liền dùng súng bắn đạn ghém nổ một phát súng bắn nhóm của Hà Đàm. Bị bắn bất ngờ, nhóm Hà Đàm dùng súng AK ngồi trên ô tô nhắm thẳng về phía cửa nhà Dũng Cừ, lia một băng hơn 10 phát làm cửa kính thủy lực bị thủng vỡ lỗ chỗ và làm hỏng xe ô tô. Hai nhóm này dùng ô tô làm lá chắn và vãi đạn về phía nhau. Dũng Cừ và đàn em bị kính cửa bắn vỡ và bị thương. Sau đó nhóm của Hà Đàm bỏ chạy. Sau khi sự việc xảy ra, Hà Đàm và đàn em bỏ trốn, còn Dũng Cừ và đàn em bị bắt. Sau một thời gian điều tra truy bắt, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt được toàn bộ các đối tượng bỏ trốn. Dù sự việc đã xảy ra hơn chục năm, nhưng khi nhắc lại vụ nổ súng kinh hoàng xảy ra vào đêm ngày 6 tháng 4 năm 2012 tại quán karaoke Luna số 177, đường Minh Khai, Từ Sơn, Bắc Ninh, nhiều người dân trong khu phố vẫn còn giật mình kinh hãi. Vụ việc diễn ra ban đêm nên vắng vẻ. Nếu là lúc đông người thì không biết có bao nhiêu người gặp nạn khi hai băng nhóm liên tục vãi đạn về phía nhau như trong phim hành động. Một người dân gần nơi xảy ra sự việc kể lại. Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự PC45, Phòng Kỹ thuật Hình sự PC54 phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn đến ngay hiện trường thu thập thông tin để điều tra làm rõ. Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo công tác khoanh vùng đối tượng, phối hợp với các đơn vị tham gia phá án.
đồng thời tổ chức lực lượng ốp luôn số nạn nhân, không để nhóm này rời khỏi nơi cư trú. Do việc chỉ đạo đúng hướng kịp thời của ban chuyên án nên công tác điều tra gặp nhiều thuận lợi, nhanh chóng làm rõ được nguyên nhân để bắt giữ các đối tượng có liên quan trong vụ án trên. Theo điều tra, dù nhóm Dũng Cư đã bị hại, nhưng các điều tra viên nhận định đây có thể là vụ thanh toán nhau khi Dũng là một đối tượng côn đồ cộng cán từng có nhiều vi phạm. Quán karaoke do Dũng làm chủ là nơi tụ tập của nhóm thanh niên xấu từng xảy ra nhiều vụ tranh chấp ẩu đả. Ngoài kinh doanh karaoke, Dũng còn có biểu hiện cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Khai thác thông tin từ quần chúng, trước khi vụ hỗn chiến kinh hoàng trên xảy ra trước cửa nhà Dũng, các đối tượng của hai nhóm đã đi trên 4 xe ô tô hạng sang, đuổi đánh, bắn nhau khắp các con phố ở Từ Sơn. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc mâu thuẫn tiền bạc để thể hiện uy thế của các đại ca. Đối với đàn em, đặc biệt cơ quan cảnh sát điều tra cũng truy nã Hà Đàm cầm đầu, cũng là băng nhóm côn đồ đầu gấu chuyên cho vay nặng lãi, cờ bạc bảo kê, đã vay của Dũng Cư 70 triệu đồng. Không chỉ vì món nợ 70 triệu đồng mà ân oán giang hồ bị đẩy lên đỉnh điểm. Trong giới anh chị ở Bắc Ninh, lâu nay giữa Dũng Cư và Hà Đàm không phục nhau và từng phát sinh mâu thuẫn. Hai bên đã đánh tiếng nhiều lần rằng sẽ có buổi phân cao thấp, người chiếu trên, kẻ chiếu dưới. Khi cả bọn đến nhà Dũng cũng là lúc nhóm này về đến nhà. Thấy xe của nhóm Hà, Dũng liền dùng súng bắn đạn ghém bắn thẳng về chiếc xe BMW của đối phương. Phía bên kia, Phú đưa nòng súng AK qua cửa kính nhắm thẳng vào nhà Dũng, vừa đi vừa nã cả băng đạn hơn chục nhát vào nhà làm vỡ cửa kính thủy lực và hỏng một chiếc xe ô tô của Dũng. Bắn xong, cả bọn đem giấu súng rồi bỏ trốn. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 12 vỏ đạn súng AK, một số đầu đạn, một vỏ đạn súng đạn ghém. Cùng với việc đấu tranh làm rõ nguyên nhân, lực lượng chức năng tổ chức truy tìm chiếc xe BMW trên. Đến tối cùng ngày, tổ công tác của Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện chiếc xe trên đang sửa tại một gara ở Hà Nội, nên đã mời chủ xe là Trần Việt Đức đưa về cơ quan điều tra để làm rõ. Dù các đối tượng của cả hai nhóm đều không khai báo thành khẩn, nhưng bằng các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã dần làm sáng tỏ vụ án, các đối tượng phải cúi đầu nhận tội. Sở thích bắn người không chớp mắt của Hà Đàm. Bắc Ninh những năm 2010 có rất nhiều băng nhóm côn đồ xã hội đen, nên những nơi giáp danh đang là mảnh đất béo bở để những nhóm tội phạm tranh giành địa bàn, tạo dựng thanh thế với bản chất hết sức liều lĩnh và manh động. Việc nhóm của Dũng đã nhiều năm đứng chân ở đất Từ Sơn để lật đổ là rất khó, nên khi có cơ hội lập tức Hà Đàm ra tay. Dù tuổi đời mới 28 tuổi nhưng Hà đã có hơn 10 năm phiêu bạt giang hồ và đã nhiều lần vào sinh ra tử. Dưới trướng Hà cũng có đến hơn 30 đàn em thường trực thực hiện lệnh của đại ca. Công việc chính của nhóm đối tượng này là giải quyết mâu thuẫn thuê, đòi nợ thuê, gây sự dưới mọi hình thức ra tiền và sẵn sàng sử dụng hàng nóng để giải quyết mâu thuẫn. Để thể hiện chất anh chị của mình bằng cách khoe hàng nóng sau mỗi phi vụ, chúng thường tụ tập ở một số quán cà phê trung tâm thị trấn Lim, đem súng ra khoe, lau, bình luận với nhau. Có lúc hứng chí, Hà Đàm còn cầm AK bắn vài phát đom đom lên trời, rồi cười như nắc nẻ, như bắt được vàng. Trong nhóm tội phạm của Hà Đàm còn vài đàn em tuổi 9X, nhưng có kinh nghiệm hoạt động xã hội đen ít nhất 4 đến 5 năm. Số đàn em người Hải Phòng dạt về Bắc Ninh có nhu cầu làm việc ở nhóm đều được Hà Đàm ra tay sắp xếp. Theo cơ quan điều tra, để tóm được Hà Đàm, các cán bộ công an đã phải rất gian khổ và dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để lần ra dấu vết của tên này. Sau khi băng nhóm của Hà thanh toán xong đối thủ, chúng đã cao chạy xa bay cùng đại ca vào thành phố Hồ Chí Minh bằng đường hàng không. Trong quá trình trốn chạy, bọn chúng di chuyển nơi ở liên tục để trốn sự truy nã của các cơ quan chức năng. Hà Đàm vẫn liên lạc với đám đàn em, những tên chưa bị bắt, hướng dẫn chúng tìm cách đối phó với cơ quan điều tra. Thậm chí tên này còn hướng dẫn đàn em khai nhằm tung hỏa mù để gây khó khăn cho việc điều tra. Đàn em của Hà Đàm thì vẫn tiếp tế tiền vào tài khoản cho đại ca trốn chạy. Do việc di chuyển chỗ liên tục khiến cả nhóm vô cùng mệt mỏi, chúng bàn nhau quay về Nha Trang Khánh Hòa, nơi đó nhiều du khách nghỉ mát để cơ quan điều tra khó tìm ra. Đến Nha Trang, chúng cũng thay đổi chỗ ở liên tục bằng các biện pháp nghiệp vụ. Cùng sự phối hợp của Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vây bắt thành công nhóm của Hà Đàm vào tối mùng 3 tháng 5 năm 2012, khi chúng đang trên đường đến một khách sạn trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. Băng nhóm tội phạm bị triệt phá đã đem lại niềm tin cho người dân ở vùng ven đô Từ Sơn. Bên cạnh sự gãy cánh của những kẻ được xem là đầu gấu đất quan họ, có những kẻ phải trả giá đắt bằng chính mạng sống của mình. Sự phán xét nghiêm khắc của pháp luật, những biện pháp mạnh mà lực lượng cảnh sát hình sự của Bộ Công an cũng như Công an Bắc Ninh đang triển khai và cả quy luật nhân quả gieo gió gặt bão chắc chắn sẽ khiến những tay anh chị cảnh tỉnh hết đất gây ra những bất an đối với người dân xã hội.
Đã nhiều năm trôi qua, hành tung và thông tin liên quan đến chùm xã hội đen Hà Đàm vẫn là một ẩn số. Nếu Hà Đàm ngoan ngoãn cải tạo có lẽ đã được về trước thời hạn. Nhưng nếu vẫn bản tính ngông cuồng, Hà Đàm vẫn đang bóc lịch, chấp nhận số kiếp, điếu đóm, sai vặt và làm nhân dân tệ trong nhà tù. Còn 500 anh em, các bạn có quan điểm gì về độ chơi ngông của các đại gia giang hồ ép tiếng Hà Đàm? Các bạn quan tâm đến giang hồ nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ mỗi ngày trên PKT.